Bana Hill tọa lạc ở huyện Hòa Vang, nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 25 cây số về phía tây nam, nằm ở độ cao 1.487m so với mực nước biển. Đây được xem là thiên đường nghỉ dưỡng đẳng cấp châu Âu giữa lòng thành phố Đà Nẵng. Bạn có thể bắt xe buýt trung chuyển của Bana Hill, xe dừng ở một số trạm cố định. Bạn có thể theo dõi trên website để biết được thời gian và các trạm dừng nhé. Để thuận tiện hơn, bạn nên bắt taxi đi giá khoảng 600k khứ hồi cho nhóm từ 3 tới 5 người. Giá có thể thay đổi tùy theo thời điểm nhé. Để vào khu công viên giải trí của Bà Nà Hill, bạn sẽ được trải nghiệm hệ thống cáp treo dài nhất thế giới, dài 5.801m và cao 1.368m. Hệ thống cáp treo được xây dựng theo tiêu chuẩn châu Âu, lập đến 4 kỷ lục thế giới, sẽ mang đến cho bạn view cực kỳ xịn sò về thành phố Đà Nẵng và toàn cảnh khu vực Bà Nà Hill. Đây là bảng báo giá vé nè các bạn. Mình mua vé rồi thì di chuyển ra xe trung chuyển để ra cáp treo nhé. Đây là mình đang ngồi trong cáp treo đi lên, bạn thấy cực kỳ đẹp không? Những rừng cây cộng thêm sương mờ ảo thật sự là lung linh luôn. Ra khỏi cáp treo, bạn được chào đón với những vũ điệu vui nhộn. Không cần phải đến tận châu Âu khi bạn có thể đến làng Pháp ở Bà Nà Hill để cảm nhận sự lộng lẫy, nguy nga tráng lệ của những tòa lâu đài cổ kính, một vẻ đẹp rất châu Âu giữa lòng thành phố Đà Nẵng. Đây được xem là một công trình được thiết kế lối kiến trúc cổ xưa của thành phố Paris. Bạn sẽ không được phép mang đồ ăn, thức uống vào trong khu du lịch Bà Nà Hill. Tuy nhiên, đừng lo về việc chiếc bụng đói, vì bạn sẽ có rất nhiều sự lựa chọn ẩm thực tại đây. Một trong những trò chơi cảm giác mạnh mà hầu hết các du khách đều thích tại Bà Nà Hill. Đường trượt đôi tốc độ cao tại đây có đến 2 vòng xoắn kép xuất hiện đầu tiên tại Việt Nam. Ngôi chùa nằm trong quần thể khu du lịch Bà Nà Hill. Đây là một trong những địa điểm săn mây lý tưởng. Chùa Linh Ứng ở Bà Nà Hill cùng với chùa Linh Ứng ở núi Ngũ Hành Sơn và ở bãi Bục Sơn Trà nằm ở 3 vị trí tạo thế kiền ba chân chống trụ cho Đà Nẵng. Khu vui chơi fantasy phù hợp cho mọi lứa tuổi luôn. Khu vui chơi có hơn 100 trò chơi với các mức độ khác nhau đang chờ đợi bạn đến khám phá. Vé Bà Nà Hill đã bao gồm vé tham gia 90 trò chơi tại fantasy. Được tổ chức vào tháng 5 hàng năm, đây là lễ hội mang lại không khí vui hè sôi động với những màn trình diễn, hóa trang của các vũ công chuyên nghiệp. Không chỉ được chụp ảnh với các vũ công trong trang phục màu sắc, bạn còn được chiêm ngưỡng các màn trình diễn công phu từ múa, hát, xiếc, ảo thuật, hóa trang, đi cà kheo từ hơn 100 nghệ sĩ và vũ công đến từ châu Âu thể hiện. Cầu vàng tại Bà Nà Hill.
Nằm ở độ cao 1.000m so với mực nước biển, cây cầu nổi tiếng này dài 150m và nổi bật bởi hai bàn tay đá khổng lồ nâng đỡ cây cầu. Vào những ngày sương mù, cây cầu sẽ khiến bạn có cảm giác như đang đi qua thiên đường được bao quanh bởi những đám mây trắng xóa. Đến Bà Nà Hill, chắc chắn ai cũng sẽ muốn check-in với biểu tượng sống ảo này. Vì vậy, bạn nên đến đây vào sáng sớm hoặc buổi chiều để tránh tình trạng phải chen lấn để chụp ảnh nhé. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin gì cứ comment cho mình nhé. Nếu thấy hay hãy chia sẻ và subscribe kênh mình. Cảm ơn các bạn nhiều.